phật dạy này thiện hiện như lời ông hỏi nếu đại bồ tát vì sự tận của như lai mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự ly của như lai mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự diệt của như lai mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô sanh của như lai mà học là học trí nhất thiết chí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô diệt của như lai mà học là học trí nhất thiết chí chăng nếu đại bồ tát vì bản lai tịch tịnh của như lai mà học là học trí nhất thiết chí chăng nếu đại bồ tát vì tự tánh niết bàn của như lai mà học là học trí nhất thiết chí chăng thì này thiện hiện theo ý ông thì sao chân như của như lai có tận diệt đoạn chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không bạch thiện thệ không phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí này thiện hiện nên biết chân như không tận không diệt không đoạn chẳng thể tác chứng nếu đại bồ tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí lại nữa, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học bố thí ba la mật đa, là học tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là học trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học Pháp không nội, là học Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Nếu đại Bồ Tát học các pháp không nội, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học chân như, là học các pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Nếu Đại Bồ Tát học chân như, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, là học trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học Thánh Đế Khổ, là học Thánh Đế Tập Diệt Đạo, nếu đại bồ tát học thánh đế khổ tập diệt đạo là học trí nhất thiết trí